có một sự thay đổi đang diễn ra trong hoạt động quốc phòng. Hơn bao giờ hết, truyền thông thông suốt và rộng khắp trở thành chuẩn mực, dựa trên đó có nhóm quân sự và an ninh nội địa sống và hoạt động. Các hoạt động lấy mạng lưới làm trung tâm, sử dụng các tài sản mạng để thay đổi cách thức mà chiến sĩ, chỉ huy và các nhà chiến lược quân sự tập hợp, đồng bộ, liên lạc và phản ứng với dữ liệu. Một lực lượng hành quân cung cấp dữ liệu quý giá để nâng cao nhận thức về tình huống bằng việc sử dụng các tài sản và tính năng mạng. Chiến sĩ trên chiến trường trở thành những nút mạng, nhận và gửi những thông tin có giá trị. Dữ liệu thời gian thực có thể được chuyển tiếp và thu nhận từ Bộ Tư lệnh Liên quân để sử dụng trong phân tích và lập kế hoạch phản ứng tổng thể. Để hiểu rõ hơn về vai trò của mạng lưới trong hoạt động quân sự hiện nay, hãy cùng xem xét tình huống trên mặt đất và điều gì có thể xảy ra khi các tính năng mạng được áp dụng. Một lực lượng bộ binh quan sát những mục tiêu tiềm năng, thông tin được truyền ngược trở về bộ chỉ huy để phân tích, và ở đó mục tiêu được xác định là kẻ thù. Lực lượng bộ binh nhận thông tin về kẻ thù, bắt đầu quá trình bám theo và tập hợp hành động. Liên lạc trên chiến trường, lấy mạng lưới làm trung tâm, giúp mọi tài sản biết về mục tiêu kẻ thù và có thể chuẩn bị một phản ứng phối hợp. Sử dụng sức mạnh của mạng để tích hợp thông suốt các tài sản trên mặt đất, trên biển, trong không gian và không trung để cung cấp cái nhìn toàn cảnh, phục vụ việc ra quyết định hiệu quả và kịp thời. Giờ đây, dữ liệu quan trọng theo thời gian thực có thể được chia sẻ giữa các lực lượng thích hợp, hỗ trợ một cấp độ tương tác mới chưa từng có trước đây. Sự việc bắt đầu từ sự quan sát của lực lượng bộ binh, những từng tài sản bổ sung đều trở thành một tài sản mạng, nhờ đó thông tin chuyển tiếp từ Bộ Tư lệnh Liên quân đến các lực lượng bộ binh cũng được chia sẻ và thu nhận bởi mọi người tham gia chiến trường. Các giao thức IP không gian tiêu chuẩn tiếp sức mạnh cho mạng lưới di động năng động này để chuẩn bị một phản ứng có phối hợp trước thông tin, không phụ thuộc vào vị trí. Từng tài sản đang cung cấp và nhận dữ liệu cụ thể liên quan đến nhiệm vụ, cực đại hóa thông tin để có sự đảm bảo về nhiệm vụ cao hơn. Sử dụng những tiêu chuẩn, giao thức công nghiệp và các thiết bị đóng gói sẵn, tăng tốc độ triển khai, dễ dàng, công nghệ hiện đại. Việc trang bị cho lực lượng những thông tin theo thời gian thực biến chuyển thành hiệu quả hoạt động. Các mạng di động đặc biệt được tiếp sức mạnh bởi các tính năng IP di động cho phép một lực lượng duy trì tiếp xúc với tất cả các tài nguyên mạng theo một cách thức động và an toàn. Giờ đây mạng lưới không chỉ còn đơn thuần là một công cụ, nó đã trở thành một phần không thể thiếu của lập kế hoạch chiến lược và nhóm phản ứng chiến thuật. Mạng di động cho phép các tác tử mạng thông minh, xác thực và tham gia vào mạng lưới. Nhiều cảm biến từ xa được thiết lập như là những đường biên không cần tác động của con người và chúng hỗ trợ khả năng nhận thức tình huống và quản lý chiến trường cao hơn. Những cảm biến này chính là những tài sản nối mạng truyền thông tin quan trọng để cung cấp một phản ứng có phối hợp. Như là một nút mạng tin cậy được xác thực, thiết bị khí tài nhận thông tin về đích tấn công từ mạng và sau đó xác định đích một cách chủ động, phá hủy nó và hoàn thành nhiệm vụ. Sự chuyển đổi của hoạt động lấy mạng lưới làm trung tâm sử dụng các sản phẩm và giao thức theo chuẩn công nghiệp, hỗ trợ di động, an ninh, nâng cao nhận thức về tình huống và chuyển đổi thành hiệu quả hoạt động. And translates to increased operational effectiveness. Sử dụng kiến thức và năng lực mạng thông minh của Cisco, chiến trường được nối mạng có thể trở thành hiện thực ngay hôm nay và là các tài sản quan trọng của nhiệm vụ ngày mai. Cisco System, hợp tác vì một ngày mai tốt đẹp hơn.